Đi với nó nữa đi. Có không? Con nữa nè. Trời ơi, hai con luôn. Hai con luôn. Vô vô rồi, bữa nay trúng rồi. Hai con ê dọn lại cái đi. Dọn cái hả? Ừ. Trúng rồi. Ê miếng. Hai con rồi. Đổ 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 miệng luôn ha. Nè nè nè. Dọn lại cái đi. Con Lý bạn ơi. Ê nó ra nó ra. Đi đâu cho thoát anh. Xuống ừ, của con của gì xuống hết. Con Lý bạn ơi, con ốc cua đang kìa. Ba con nha bạn ơi. Trời ơi, hôm nay trúng rồi. Im. Hai con này nó đang thui à. Hello, xin chào tất cả bạn mà quay trở lại clip Mạnh Ma. Chúc bạn mới ăn lành nha, chị tên Phúc bạn. Ba nào biết hai thằng mới nằm võng mà buồn quá bạn ơi, trong trời nè. Đấy, giờ nó thôi đi dỡ lờ, đặt có mấy lờ nè. Bạn theo chân mình với đầu bếp thì dở lờ cái có gì không nha bạn? Đầu bếp nó đặt mấy lờ cái đi dở cái có gì không? Đầu bếp. Chào. Ừ. Chào bạn ha. Ừ. Rồi đi dở lờ nó xô mà sắp xô còn ten. Đi dở cầm xô luôn ta đi không cho. Quên đó, đi theo cầm xô chứ. Thôi. Đi cầm xô sao ấy. Rồi thôi tới lờ thôi quay bạn ơi, lờ đặt xa bạn ơi. Thôi dài tới bạn ơi. Đó. Đi vòng tới lờ cái gì. Lờ đây đây hả? Khui cái cây. Khui cái đầu tiên cái đầu bếp. Trời ơi con gì dữ lắm không nội ơi. Có không? Lướt. Trời ơi. À, con Lý bạn ơi. Vô rồi. Trời ơi. Trời. Cái này không đem túi hay sao được. Ờ, con lươn. Con lợn đi. Con lươn đã quá bạn ơi. Con lợn đi. Ủa tôi nhìn thấy phanh phanh luôn con lươn. Trời 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 trời. Vô rồi. Cầm lợn đi. Vô 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 cầm lợn luôn. Một khoát đầu tiên. Trời ơi. Con Lý, con Lý, con Lý. Trúng rồi, trúng rồi. Im nghe bạn. Ồ. Tới cái thứ hai hả? Vậy là mương này có lương á, đầu bếp ơi. Nãy đi. Tao có biết đâu mà đem túi theo làm gì? Chết lờ mà. Ai mà con lương. Có gì nữa không? Thanh tròn nha không? Ôi cái sạc. Sạc cho mấy con cua bạn ơi. Thấy cái này là đủ vốn rồi nè bạn. Đó. Con lươn nó dần ngính luôn bạn ơi. Chối nắng. Rồi đặt đi. Rồi. Lươn nè. Con lươn này có 200g, 300g có à. Ừ. Nó dài nữa nè, bự nè. Đó hả? Cũng như gọng nó vậy đó hả? Ôi trời ló đuôi ra luôn. Ló đuôi luôn nè. À, có gách không trời, gách cái là. Dễ gì gách là nó ra rồi. Nó cái gì cây cái ghê vậy? Đặt con đó hả? Ừ. Con có sạc mà con vô mà có lỗ gách thôi là cũng ra. Bây giờ vài bữa tôi giá là. Khui cái cây. Đi với nó nữa đi. Có không? Con nữa nè. Trời ơi, hai con luôn. Hai con luôn vô rồi. Vô rồi bữa nay trúng rồi. Hai con ê dọn lại cái đi. Dọn cái hả? Ừ. Trúng rồi. Ê miếng. Hai con rồi. Đổ 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 miệng luôn. Nè nè nè. Dọn lại cái đi. Con Lý bạn ơi. Ê nó ra nó ra. Đi đâu cho thoát anh. Xuống ừ, của con của gì xuống hết. Con Lý bạn ơi, con ốc cua đang kìa. Ba con nha bạn ơi. Trời ơi, hôm nay trúng rồi. Im. Hai con này nó đang thui à. Nó nhỏ hơn nãy. Ừ. Nó con Lý, con Lý, hai con nhỏ. Lạnh chưa vô. Lạnh rồi, ấn rồi. Trời đâu đã vậy ta. Lạnh chưa. Bữa nào chắc mình dắt chúng mình qua đây quá bạn ơi.
Đặt lờ mà vô vậy bữa nào mình dắt chúng qua bạn ơi. Bữa nào dắt chúng qua bên đầu bếp đặt coi, nó cũng mới. Bỏ chai. Nó cũng mới mua mồi ống chúng nữa bạn ơi. Không gài nó không có đặt. Rồi đặt lại kìa. Ừ. Bữa nào qua đây hợp tác với nó đặt coi. Rồi nớp máy bạn ơi. Rồi, chạy tới nó tiếp tục bạn ơi. Rồi luôn. Dòm dòm mới nó có lọt không? Tới nữa hả? Tới nữa mà. Cái cây này nó ghê quá, tao sợ hồi nó lọt con mắt tao ra ngoài quá. Cây này cũng như là cây gậy của tà thiên vậy đó. Rồi nó mới cái lợn ngoài sơi rồi phải vớt nó. Ê nó đây. Đang ấy. Cái cà. Tầm giật cái ốc. Giật cái ốc. Cái cua. Cua quá trời cua. Không ăn rồi không dở để hoài vậy. Con lợn nó vô nó không ra được. Dạ hả? Vuốt hôm lại hả? Vuốt rồi không chứ. Vuốt chắc gạt luôn. Ừ. Đặt lờ rồi sao rồi dở rồi vuốt cái hôm lại các bạn. Nó cái hôm nó khít lại. Nhiều khi nó vô cái hôm này nó phùng ra nó vô nó ra được. Nhìn thấy ban lương thấy đã quá, ghiền ban lương này nè, lâu lắm mà chưa ăn lương nè. Cái nó làm biến lỗi kìa bạn ơi. Trời cây nó dít vậy. Rồi không có rồi. Mấy cái sặc rồi bỏ đi không đi. Có hai ba cái sặc con à. Có cái sặc con sao gắt được. Trời có sặc con thì nó mất vô nó đuổi. Tới thành cái nè bạn. Nó có cây lợi hại không? Nó khỏi lội. Sao khui cái coi. Rồi có mấy cái sạc. Hai cái sạc. Rồi. Đặt lại luôn đi. Đặt lại luôn đi. Không chạy mà. Lên tới vườn mít rồi bạn ơi. Vườn rộng đi nãy giờ mổ chân luôn. Cút ở trên luôn. Biết có chói nắng này không này. Nó gần tới đâu đắt trên này. Cô cầm nãy ở mỗi tay luôn. Ba con. Quá sức. Này cái. Trời. Cái gì? Trời, nó banh khác luôn ông nội ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, trời con lương chết nữa bạn ơi. Ôi, bạn ơi. Ôi, nó nằm nè. Trời ơi, trời. Tức ô là tức. Trời ơi. Trời con này nó bự. Trời ơi nó bự nó chết nó nằm dài ườn luôn. Ôi ông ơi. Ủa đâu có ngập nước đâu ta. Gì vậy? Ôi. Đặt luôn hả? Đặt lại bắt cua hình nhữ nó luôn hả? Ôi trời. Tức thiệt. Tình thiệt. Trời trời lâu lâu đừng con nó mà. Tay cá nó hay vậy? Nó ngập rồi đó. Trong cái chai giống nè, trên núm nè, thấy không? Núm mà sao? Cái đó không ngập sẽ chết kìa vậy? Bỏ gì mới nói. Tôi có chai chổng mà, nó dễ ngập. Có chai chổng mà sao chết. Có cái sặc chết rồi kìa, con gì chết thấy trắng tư kìa. Rồi đẩy cho kỹ. Thấy trắng tư rồi, có con gì chết đó. Cá chết. Cá chết. Khá chết nữa, có lương lương chết nữa. Thôi. Ê. Trời ơi, cái sặc. Sặc không à? Mấy con cá sặc. Phải hèm không? Hèm cái lờ lúp địa ông từ dưới mà. Bận, đó bận. Bận. Mới chấp mà mới dọn. Được không mấy con à. Đây, cái này nè, cái này nè, mấy thằng quýt nè. Đó, thằng quýt trong đây nè. Hôm nãy giờ nặng tay luôn á bạn. Mà ăn mới dở. Đó hả? Bữa nay ăn mới đi dở đó phải không? Bữa nay qua ăn rồi mới đi dở nè. Tầm dục ban lương cua. Đó. Rồi, tiếp tục tới luôn.
trước này cái nữa mà này. Cái cây này ghê quá không dám lại gần nữa. Thua không à, cái mũi nhọn nữa quất vô con mắt đó là rồi luôn. Cua không à bạn ơi, nó cua không à, cua không. Coi giờ tới đây cái đây chút cá này nước nữa nè, khô quá khô à. Đây ta cây này không dám đi gần này thiệt luôn á chị, rồi bếp đi gần luôn chị trời. Ồ oh, cá sạc mấy cái hôm qua là nhỏ gì nè, bồn bồn mới sạc bạn ơi. Dở lờ cái gì đừng có nản, đặt lờ đừng có nản. Ừ. Có lúc không đừng những cái đặt ngay luôn á sao không biết nữa, ngay luôn. Ở dấn của ai vậy? Tôi. Ôi giờ này lộ gì nó làm biến lỗi quá. Ở cái này đầy kỹ dữ. Đâu nữa? Ôi trời, bên đây cá không thấy nè ông ơi. Ôi, bên đây cá không thấy luôn. Thấy cái vớn đằng đó rồi mà không thấy là. Ôi giờ cái sạc không có lý à. Cặp cua. Trời ơi gì đã ăn được rồi. Gì đủ ăn rồi ha. Ừ. Đó hả? Hy vọng vô coi. Chắc vô hai con hổm hết rồi. Sao chở đầu lại đi mà lấy đầu bự cho dít vô. Ủa. Cá. Bộn bộn. Được. Cua, cua quá cua, cua giáp vàng. Cua này gãy nóng rìu ha. Ừ. Cho cua nữa ha. Ồ. Nhắc chi thèm. Giờ nó nghiêng ngửa vậy. Trời ơi. Đây một cái nè, còn mấy cái nữa, cái này mấy cái nữa. Hai cái nữa hả? Hai cái nữa không biết chạy gì không đây. Ồ, cái sạc. Trời ơi. Ồ. Cái sạc nè. Quá. Ăn gì hết không Dũng? Cái sạc gì sao ăn hết? Cái gì? Quá trời cái sạc. Đó, đó cá nè, nó nhóc luôn rồi. Cá cua hả? Cá cua ốc. Con đập ốc nó bỏ vô là kiếm lương nữa bạn ơi. Nó kiếm lương như vậy nè. Đó, mê là mê này nè. Trời ơi, không thấy tao thui à. Quay hướng rồi. Ăn cơm mát rồi cũng gọi ra sau tối mà. Đây một cái nè. Trời ơi, nghe đường nước tôi ốc không? Đóng ngốc luôn. Thôi mà chưa tải ra chưa, được nữa chưa. Cái này đường nước, ô cái này. Cua không à? Rồi, cua không à. Rồi, giảng hát luôn. Đổ luôn. Ừ, cua không. Rồi, trời đổ luôn ra bạn ơi. Rồi về tới trời bạn ơi, đổ thành quả ra kìa. Đó. Ồ, cua. Đó, cua với cá. Quá cua luôn. Cua này nấu uống riêu thôi, hết sảy con bà bảy luôn nè. Ủa, cái gì ngộ vậy? Cái sạch điệp, sạch điệp, sạch điệp. Rồi đổ lương ra đây. Nãy giờ trông chờ cái lờ này nè. Đó, cái lờ đó đó. Đổ đây sao? Ừ. Đổ đâu, đổ đi. Đó, trong chợ có nhiều đó. Mày rút đằng kia mà mày đổ đằng này sao nó ra.
Cái cây đằng kia đổ đằng này. Nắng quá thì bị quán luôn. Con này có 300 gram mà này. Ở xô này đấy. Tôi đổ từ. Đó. Vô xô một con. Hai con. Ba con mà, được ba ăn lương mà. Thấy là thấy lời của bác Năm Hạnh mình không? Ừ. Là bác Năm Hạnh đó. Bác Năm Hạnh đặt ra chạy lương ha. Đó nào cũng qua rồi. Bác Năm Hạnh mua mới chịu mà. Đây được nhiêu cua đó bạn ơi. Đó, cua cá lương. Trời ơi, nó gọng cua đây hổm gài nữa nè. Ô quá cua luôn rồi. Cua nấu uống ghiêu thôi. Cua cán dục lại. Thôi cũng xin kết thúc clip tại đây luôn bạn ơi. Thôi bye bạn, hẹn lại clip sau bạn ơi. Bye.